Tính ra thì cô giáo Thảo cũng có đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo phết đấy chứ. Xuất hiện thì rất ư chi là đúng lúc và đúng thời điểm. Cơ mà nói qua thì cũng phải nói lại, cô giáo Thảo cũng quá đáng lắm luôn. Em gái cờ rớt Hải hàng tỷ năm nhưng mà Hải không đổ. Còn chị gái thì chỉ phải tay nhẹ một cái là cờ rớt rụng như sung. Và cái thời điểm lúc đấy thì không những chỉ cô giáo Thảo khó xử mà đến Hải cũng rất khó để có thể giải thích. Bữa trưa hôm đấy của ba người thì có vẻ như là căng hơn dây đàn. Cô giáo Thảo và Hải thì cứ ngại ngùng nhìn nhau rồi nhìn sang em gái. Cô em gái bây giờ thì không phải nói nữa rồi, chỉ trực chờ chọc một cái là nổ tung. Sau ngày hôm đấy thì Hải cũng ít tới nhà cô giáo Thảo hơn, phần vì ngại đối mặt với cái cún em gái cô giáo Thảo, một phần vì cũng không muốn nó đau lòng. Còn về phần của cô giáo Thảo thì vẫn cố gắng để giải thích cho em gái hiểu. Đúng là kiểu yêu cũng chả được yên. Mỗi buổi tối thì cô giáo Thảo vẫn thường hay tới nhà kèm Hải học. Thời gian tới Hải chuẩn bị thi giữa kỳ 2, vậy nên là ngày nào cô giáo Thảo cũng có mặt. Hôm nay thì mẹ của Hải lại đi công tác, vậy nên cô giáo Thảo qua sớm hơn nấu cơm cùng Hải ăn. Bây giờ thì tha hồ mà thoải mái, chỉ có mỗi hai con chim cúc cu này ở nhà, thì muốn ôm hay là thổ lộ tình cảm như thế nào thì cũng được hết. Có hôm đó thì họ cứ tíu ta tíu tít, líu la líu lo với nhau, giống hệt như là một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Sau khi mà cơm nước no say thì cô giáo Thảo vào kèm Hải học. Các môn tự nhiên thì Hải học khá là tốt, với lại là có người yêu dạy môn toán. À, rốt được môn toán với mấy môn tự nhiên thì đúng là vứt. Sau khi mà kèm Hải học xong thì cô giáo Thảo sắp xếp đồ ra về rồi còn dặn Hải: "Hôm nay thì mình học đến đây thôi nhá. Anh sắp xếp sách vở đi rồi còn nghỉ sớm, ngày mai đi học. Ngày mai chị Hương Văn có nói với em là kiểm tra văn 15 phút đấy. Anh đừng quên ôn lại tài liệu và mang theo vở để chấm bài cũ nhá. Hồi nay là em thấy anh lười học văn lắm đấy." Hải chỉ cười cười gãi đầu rồi tiễn cô giáo Thảo ra về. Cô giáo Thảo vừa mới đội được cái mũ bảo hiểm bước ra cửa thì trời mưa to. Đến đoạn này thì kiểu gì cũng có nhiều ông bảo tôi là nghĩ ra rồi chém gió này. Cơ mà cái câu chuyện này là người ta gửi cho tôi chứ không phải chuyện của tôi. Thế nên là các bạn nói rằng cái này giống phim Hàn Quốc Hàn xẻng gì thì tôi cũng chịu thôi. Đấy, ví dụ là một người bình thường đang đi ngoài đường mà gặp mưa thì kiểu gì các bạn chẳng phải trú vào nhà nghỉ có đúng không? Cơ mà đây đang ở nhà rồi thì chỉ việc ngồi đợi một lúc cho tạnh mưa rồi cô giáo Thảo đi về thôi. Mà tối hôm nay liệu rằng cô giáo Thảo có về hay là không? Nếu là một người mà hoàn toàn bình thường đang đi ở ngoài trời mà gặp trời mưa thì kiểu gì cũng tìm chỗ để trú, và trú mưa ở nhà nghỉ cũng là một nơi khá ư chi là lý tưởng. 20 phút là ta nhanh về, anh không làm gì đâu anh thề. Đấy, người ta còn thề thốt chắc chắn như thế thì bạn có ở lại không? Mà đây lại còn ở lại nhà Hải chứ không phải ở nhà nghỉ nhá, nên là quá ok luôn. Vậy là lúc đấy cô giáo Thảo chép chép miệng: "Quái nhở, sao lại mưa cái giờ này cơ chứ?" Là lúc đấy Hải cũng động viên: "Thôi thì bây giờ cũng tối muộn rồi, trời lại đang còn mưa nữa, hay là em ở lại đây đợi một lúc nữa đi. Trời này thì chắc cũng mưa nhanh thôi, sau đấy tạnh mưa thì anh đưa em về. Bây giờ đi vào trong nhà, ngồi vào ghế rồi anh pha sô cô la cho em uống nhá." Nghe tới sô cô la, mắt cô giáo Thảo bừng sáng như một đứa trẻ vậy. "Wow, thật á? Thế thì em phải uống sô cô la rồi mới về." Cô giáo Thảo cười tít mắt rồi đi vào trong nhà. Pha xong hai ly sô cô la nóng hổi thì Hải bưng ra bàn. Hai người vừa uống ngồi xem TV vừa tán gẫu về nhau. Vậy là Hải mới bông đùa một câu thế này: "Em thích ăn bánh Oreo và uống sô cô la như vậy. Thế lỡ không may sau này con của chúng ta ra đâu thì làm sao nhở?" Nói rồi Hải bật cười khà khà. Còn cô giáo Thảo thì hai má ửng hồng rồi mặt hơi cau lại: "Em cấm anh không được suy nghĩ lung tung cái thời gian này đâu nhá. Việc của anh bây giờ ấy thì phải tập trung vào việc học đã, rồi sau đó cố gắng đậu đại học rồi xây dựng sự nghiệp. Sau đó thì anh sẽ có công việc, tiền tài và địa vị." Nói đến những câu tiếp theo thì giọng của cô giáo Thảo hơi trầm xuống: "Và chắc gì lúc đấy anh còn yêu em như bây giờ, đó thì em sẽ già nua hơn, xấu xí hơn, nhưng em vẫn rất hạnh phúc thời gian này tại vì em có anh, một người thực sự yêu em một cách chân thành và dám thay đổi bản thân." Nói rồi cô giáo Thảo quay mặt đi hướng khác, mắt hơi long lanh. Hải biết ý thì đặt cốc sô cô la của mình xuống bàn rồi đi tới ngồi cạnh cô giáo Thảo. Hải vuốt nhẹ lên trên mái tóc rồi ôm chầm lấy cô giáo Thảo vào lòng, thủ thỉ những lời tận sâu đáy tâm can: "Anh hứa với em, một ngày em còn ở bên anh thì anh vẫn mãi là như vậy, vẫn yêu em bằng tất cả những gì anh có. Đừng rời xa anh, Thảo nhá." Nói rồi cô giáo Thảo ôm chầm lấy Hải khóc nấc thành tiếng, hai đôi mắt long lanh hướng về nhau. Dần dần thì môi bắt đầu chạm môi, và sau đó thì đang vui thì lại đứt dây đàn, đang đến đoạn gay cấn thì tự dưng lại hết. Sau đó thì sao nữa? Mà các bạn biết rồi đấy, một đôi nam nữ đang trong cái giai đoạn tình cảm rất ư chi là nồng cháy thì sau đấy kiểu gì nó cũng khắc nhiệt có đúng không? Khắc nhiệt ở đây có nghĩa là đôi nam nữ khắc nhập khắc xuất với nhau nhiều, nó tạo ra nhiệt ấy. Hí, đang trong cái giai đoạn mà hai mắt nhìn nhau đắm đuối rồi chuẩn bị môi chạm môi thì ở ngoài cửa bỗng dưng có tiếng gọi vang lên của cái Thủy: "Hải ơi, mày đang đâu rồi? Có ở trong nhà không? Hải ơi, Hải ơi, ra mở cửa hộ tao cái." "Ây da, sao cái con bé Thủy nào nó đến đúng lúc đúng thời điểm thế nhở? Ấm thì không đến, muộn cũng chẳng đến, đúng kết lúc người ta gay cấn thì lại đến." Thế là lúc đấy cô giáo Thảo và Hải đều ngượng ngùng rồi lùi ra sau. Hải để cô giáo Thảo ngồi đấy rồi chạy ra mở cửa. Hải bước ra ngoài đứng ở đầu hiên rồi nói đồng ra: "Tao đây, mày làm gì mà sang muộn lại còn hét to thế?" Lúc này thì cái Thủy mới thở phào rồi nói ong ỏng vào trong: "Mẹ của mày gọi mấy cuộc liền mà mày không nghe máy. Lúc tao gọi mày mà cũng chẳng được. Ngoài trời thì đang mưa to sấm chớp nặng hạt. Em mày lo mẹ ở nhà quên không đóng cửa ban công nên là nhờ tao sang đây hỏi xem mày có nhà không rồi nhắc mày đóng cửa thôi." Lúc này thì Hải chỉ gật gật đầu rồi nói vọng ra: "Tao biết rồi, tí tao gọi lại cho mẹ tao, cảm ơn mày nhá." Thế là cái Thủy giơ tay lên ký hiệu ok với Hải. Xong tự nhiên đảo mắt thì thấy quả xe máy của cô giáo Thảo. Sau đó thì nó lại thắc mắc: "Ơ, trong nhà mày đang có ai à? Sao giờ này mà vẫn có xe máy ở đây?" Tuy là đã có sự chuẩn bị nhưng mà Hải vẫn hơi bị giật mình: "Ơ, cái con bé này sao mà mày thắc mắc nhiều thế? Đây là xe của cô giáo Thảo, chủ nhiệm lớp tao. Tối nào cô ấy cũng đến đây để kèm tao học mà. Mày bị ngẩn ngơ à?" Nghe đến đây thì cái Thủy bĩu môi: "Ơm nữa, làm gì mà căng, không biết thì người ta hỏi thôi. Ê nhá, tí mày nhớ gọi lại cho mẹ mày ấy, tao đi về đây." Nói rồi cái Thủy nguôi nguẩy mông đi về. Hải lại quay vào trong nhà ngồi cùng cô giáo Thảo. Lúc Hải vừa ngồi đặt mông xuống thì cô giáo Thảo hỏi rằng là ai lúc nãy gọi cửa. Hải cũng diễn tả lại cho cô giáo Thảo đúng câu chuyện vừa rồi. Được khoảng 10 phút thì cô giáo Thảo lại hỏi: "Mưa mà cứ to với lại sấm chớp như thế này thì chẳng biết đến khi nào mới tạnh anh nhở? Hay là tối nay em ở đây nhá?" Nói xong thì mắt của cô giáo Thảo tròn xoe, má ửng hồng nhìn về phía Hải chờ đợi. Về phía Hải thì thôi rồi, tới công chuyện luôn.